xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Evusi ô tô. Hôm nay thì bên Evusi ô tô muốn giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Mazda 2 mới được nhập về cửa hàng, sản xuất năm 2015, một mẫu xe cực kỳ đẹp, biển số Hải Phòng các bác nhá, 15A21600. Vâng, một dòng sedan phân khúc hạng B rất là tuyệt vời đang có mặt tại Evusi ô tô. Một chiếc xe Mazda 2 thương hiệu Nhật Bản, máy Sky Active 5, sản xuất năm 2015, một cỗ máy 1.5 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ. Dòng xe này thì máy cực êm và cực tiết kiệm nhiên liệu, khỏe, bền bỉ chắc chắn. Và màu sơn của chiếc xe, thưa quý vị các bạn, lớp sơn xe màu trắng ngọc trinh cực kỳ đẹp. Bốn quả lốp thì bốn bộ vành la răng. Vâng, bốn bộ vành la răng hình cánh hoa rất là tuyệt vời, với bốn quả lốp ngon ngật cành đào. Vâng, LC. Vâng, lốp 2015 zin nguyên bản từ nhà sản xuất luôn. Một chiếc xe đẹp đang có mặt tại Fuji Auto với chìa khóa khiển thông minh, đề nổ start top, máy cực kỳ mượt mà và êm. Hiện nay xe đang chạy và thưa quý vị các bạn là êm gần như là không nghe thấy tiếng gì. Vâng, thưa quý vị các bạn, những ai yêu thích dòng Mazda 2 thì không nên bỏ qua chiếc xe này, vì cam bản, thưa quý vị các bạn, máy số zin, cam kết không đâm đụng, không ngập nước, khung gầm bệ chắc chắn, cam kết không đâm đụng luôn được các bác nhé. Vâng, bốn quả lốp dày mới 2015 mà mới như là xe mới mua từ nhà sản xuất. Các bác nhìn là rãnh lốp này vẫn còn rất dày luôn nhá, rãnh lốp cực dày, găm nguyên sỏi đấy. Bốn quả lốp ngon ngặt cành đào, lốp NC EC 300. Vâng, con này thì sử dụng la răng 16 inch, lốp 185/60 ạ. Và các bác nhìn la răng này với vành phanh đĩa này, phanh đĩa cả bốn bánh nha các bác nhá, và ABS an toàn đấy. Lốp như này cũng vậy ạ. Đấy các bác nhìn này, rất là mượt mà luôn, lốp EC. Đấy, chưa tính quả sơ cua đâu các bác nhá, chưa hề tính quả sơ cua một chút nào cả. Lốp cực kỳ ngon trong tầm giá luôn. Vâng, chỉ tầm giá chưa đến 400 các bác sở hữu ngay được chiếc Mazda 2 này rồi. Động cơ Skytip, công nghệ Skytip, một độ thế hệ động cơ cực kỳ ngon, máy 1.5 nhưng thưa quý vị các bạn, 6 lít mốt đã được khẳng định bằng thông số kỹ thuật, bằng tất cả các cái cuộc thử nghiệm rồi. Đấy, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều luôn. Hệ thống đèn của chiếc xe thì sử dụng đèn bi cầu projector kết hợp với các cái mắt led. Đấy, bi cầu này mở rất là bóng vào trong. Đấy, rồi mắt led này các bác nhìn này, mắt led rất là sáng luôn nhá. Và cái form đèn của chiếc xe này thì đúng là không hề có đối thủ tại thị trường Việt Nam về thiết kế đèn. Đấy các bác nhìn ạ. Và bên này này, bên tải bên phụ nhá, đèn zin, xe giữ gìn cực kỳ cẩn thận và zin một chủ từ đầu luôn. Đấy các bác nhìn này, đèn gầm này, cản gầm này, chắc chắn không hề lỗi lầm nha các bác nhá. Đấy, nước sơn rất là bóng bẩy, đồng đều, không lỗi nhỏ. Đấy, các bác chỉ cần nhìn cái này là các bác biết là xe đã cứu hộ bao giờ chưa này. Chưa hề cứu hộ nhá, còn nguyên lỗ luôn này. Và hiện nay động cơ đang chạy nha các bác nhá, máy đang chạy nhưng rất là êm luôn. Vâng, logo Mazda nổi bật rõ ràng, và phần mạ chrome carbon này các bác ạ, vân carbon rõ ràng luôn, chưa hề đâm đụng. Biển số số rõ ràng, tinh tinh tinh, không hề méo mó. Đấy các bác nhìn nhá. Đó, một chiếc xe Mazda 2 cực kỳ đẹp, thương hiệu đến từ Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam. Đó, các bác nhìn cua lốp của xe này, các bác bảo này hàng nó chất như này mà còn nguyên các cái đinh nhựa nhá, không hề có cái đinh, còn nguyên đinh nhựa, không hề có đinh sắt luôn. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, hàng rất là đẹp, giảm sóc này, tuy trống cái này này. Đấy, rất là nét luôn, cua lốp đẹp, sơn xi đều. Đấy các bác nhìn này, cua rất đẹp luôn nhá. Đấy, và được phủ chống mọt luôn, được phủ sơn chống mục mọt. Đấy, và con này được phủ gầm luôn. Em quay gầm cho bác, bác vào trong nhà. Vâng, em quay gầm cho các bác xem nhá. Đây các bác nhìn này, ba bô lê này, càng đét đẹp luôn này. Gầm thì đã được sơn mụt hết rồi nhá các bác nhá. Đấy, gầm này đã được sơn phủ chống mục mọt rồi nhá. Đấy, chống phủ, sơn phủ gầm luôn, rất là nét. Đó, các bác nhìn chưa. Vâng, con xe được chăm chút rất là tỉ mỉ và cẩn thận luôn ạ. Và bên này đây ạ, đây các bác nhìn này. Đấy các bác nhìn chưa, đồng sơn này, rồi gầm này, đấy chất gầm rất đẹp luôn.
Đấy, và đặc biệt là cái phần sườn này. Vâng. Cũng xì tốt xì tát lại một chút rồi. Đấy. Xe thì đã được dọn dẹp rất là căng. Vâng, xi nhan kết hợp này. Rồi ốp gương thì được bọc thêm cả chi tiết chống mất trộm bẻ trộm gương nha các bác nhá. Và gương kính thì cụp xe đầy đủ. Đấy. Con này thì kính zin cả xe. Đấy. Uầy, mở ra lạnh phết các bác ạ. Vâng. Mở ra rất là mát lạnh luôn. Nội thất bên trong xe sử dụng nội thất ghế da cao cấp và phan nỉ này để ngồi lâu không bao giờ biết nóng lưng. Đây. Cái này là rất là thích luôn các bác nhá. Đặt mông lên đây nó cực kỳ mát luôn, rất mát. Vâng, và con này thì chủ cũ người ta cũng gọi là vừa phải nên là sàn nỉ này, sàn nỉ vẫn còn nguyên, sàn nỉ hai lớp đây các bác nhá. Đây, sàn nỉ hai lớp này. Một chiếc Mazda 2 phải nói là ngon. Đấy các bác nhìn này. À số khung đây nhá các bác nhá. Này, em nói luôn này, số khung này. Đấy, ai đi tìm số khung ở ngay đây, rất là tiện lợi luôn. Đấy, sàn nỉ cao cấp này. Rồi sàn cao su, sàn gọi là người ta gọi là sàn 2D đó. Vâng, điều hòa mát lạnh. Ui dồi ôi, mát thế, đâm ra em giảm gió thì tí. Máy cực êm, đấy, siêu êm luôn ạ. Vâng, và dòng này thì đi tiết kiệm luôn. Các bác đi 100 km các bác chỉ mất có 6 lít mốt thôi. Vâng, đã được kiểm chứng qua rất nhiều các cái cuộc thử nghiệm rồi các bác nhá. Đấy, trần này. Các bác nhìn trần xe này, nỉ đẹp luôn, cực kỳ sạch luôn. Đấy, túi khí còn nguyên cho cả người lái và người ngồi. Con này thì thưa quý vị các bạn là có hai túi khí nhá, trên vô lăng người lái và bên này của người ngồi bên phụ cạnh. Đấy, thế còn keo chỉ thì các bác yên tâm rằng keo chỉ zin cả xe. Đây là keo này, keo chỉ này, các bác nhìn này, chỉ rất là đều luôn. Đấy, cánh chỉ đều, đinh hàn còn nguyên. Đấy, các cái lỗ rõ ràng. Đấy, răng cao su này. Đấy, chỉ nhá, rất đều luôn. Đấy các bác cứ nhìn ạ. Vâng, rất là ngon. Đấy, bản lề này. Đấy, bản lề đây. Đấy, rất là mượt luôn. Xe rất chắc chắn nhá. Em mở cái này cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn đinh hàn này. Đấy, còn ngon ngật luôn. Và một chiếc Mazda 2 cực kỳ ngon ngật cành đào. Và con này thì đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 luôn. Đấy, giấy tờ đây nhá. Em photo luôn cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn kỹ này. Đấy, xe Mazda 2. Đấy, đăng ký lần đầu năm 2015 luôn. Một chủ từ đầu à. Đây các bác này, 2015 này. Đấy, một chủ từ đầu nhá. Vâng, gốc Hải Phòng, biển Hải Phòng luôn. Đấy, cửa đằng sau bên này các bác nhìn này, chỉ này vẫn còn zin nguyên nhá, chỉ zin nguyên. Đấy, răng cao su, đinh hàn. Đấy, tất cả các chi tiết ốc còn nguyên dấu luôn. Vâng, ốc còn nguyên dấu này. Và keo chỉ răng cao su đây. Các bác nhìn này, răng cao su này. Kính điện nhá, lên xuống bình thường. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Và sàn bên trong xe thì thiết kế ghế ở đằng sau cũng thế. Và con này thì có hệ thống ghế trẻ em, hệ thống ghế trẻ em Isofix nha các bác nhá. Vâng, hệ thống an toàn cao cấp dành cho trẻ em. Đấy, có hệ thống Isofix. Và các bác nhìn này, ở đằng sau sàn rất đẹp luôn. Đấy, nỉ sạch đẹp không hề có lỗi lầm. Đấy, chỗ để mũ nón thì cũng rất là rộng rãi luôn, rộng rãi vô cùng. Ấy, cửa đóng vào ngon ngật cành đào. Đấy, máy số thì êm mượt. Em hạ kính này xuống các bác. Ấy, các bác thấy chưa? Vâng, tất cả kính của xe thì được dán phim cách nhiệt và lên xuống rất là mượt mà và nhẹ nhàng luôn. Đấy, kính các thứ là lên ngon. Đấy, chung là không có lỗi lầm về chất xe. Vâng. Đấy. À, bên này cốp đồ. Các bác có thể nhìn phần cốp đồ ở đằng sau xe đây. Đấy. Lốp sơ cua, lốp đun lốp các bác nha. Vâng, lốp đun lốp. Và em đang tìm lắm, có vẻ ai chà, lốp zin nguyên quả của hãng luôn các bác ạ. Vâng, và rất bóng bẩy luôn. Lốp này còn nguyên dấu luôn này. Có nghĩa là chưa hề đi luôn, chưa hề lăn bánh luôn. Đấy, sàn của xe rất là đẹp. Và đây, đồ nghề đây, không thiếu cái gì. Đấy, cái phần sườn đây thì chỉ phần sườn này các bác nhìn này, chỉ phần sườn đây nhá, rất là mượt luôn. Chỉ phần sườn đẹp, đều. Đấy, ra ốc này, ốc còn nguyên chưa hề tháo nhá. Vâng, cản sau ốc còn nguyên chưa hề tháo luôn. Đấy, tai đèn đây, chỉ bên này. Và các bác nhìn này, chỉ cánh sau này. Đấy, chỉ cánh sau rất là đều luôn. Đấy, còn nguyên các cái lỗ tròn của nó nhá, vẫn còn nguyên các cái nút bịt luôn. Đấy, và kính zin này, 2005 kính zin.
Đấy. Đằng sau các bác nhìn biển thì các bác biết là xe có gì không rồi. Đấy, biển rất là đẹp luôn, không hề lỗi lầm. Đặc biệt là phần nhựa của xe là chỉ hơi quèn quẹt một chút thôi các bác nhá. Vâng, không tránh được. Xe 5 năm, gọi là 6 năm ạ. 6 năm mà giữ được như con này phải nói là cũng là một chiếc xe khó đấy. Khó có thể là có đối thủ về độ giữ chiếc xe như thế này. Đấy. Đương nhiên là sẽ có những cái chi tiết nó không thể là mới như là các yêu cầu của các bác bảo là như là xe mới tinh được, nhưng mà thế này là ok rồi. Vâng, đấy, nội thất bên trong rộng rãi, hàng ghế thứ hai rất là rộng luôn. Trần này, đấy các bác nhìn nhá. Và hiện nay là máy đang chạy nhá các bác nhá. Máy đang nổ. Vâng. Máy đang nổ nhưng mà xe thì chạy rất là mượt luôn, êm luôn. Và đây các bác nhìn này, độ bóng này các bác nhìn nhá. Độ bóng này, đấy, không hề có lượn sóng nhá, gân guốc đầy đủ luôn. Đấy. Và con này thì không có vẻ mưa, nhưng mà các cái chiếc nẹp của xe thì rất là chắc. Đây, nẹp xe này, đấy, nẹp xe rất chắc luôn. Và bên này, các bác nhìn tapi này, đấy, kính điện điều khiển, cổng điều khiển một chạm luôn này. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ gioăng cao su này, ngon ngật cành đào, đấy, rất là mượt luôn, tapi sạch. Và các bác biết không, hệ thống âm thanh loa của Mazda cực kỳ chất luôn. Sử dụng hệ thống âm thanh loa do nhà cung cấp là Sony nhá các bác nhá. Tai nghe Sony thì các bác biết rồi, loa Sony các bác biết rồi, chất nó cực kỳ luôn. Đấy. Còn bên này, bản lề này, đấy. Và con này máy đang chạy, máy đang nổ nhưng mà gần như là không nghe thấy tiếng gì. Đó, bên này cũng thế. Đây các bác nhìn này. Bản lề này. Đấy. Còn phần ghế, ghế da người ngồi các bác nhìn gần như là người ta ngồi rất ít luôn. Thế là ghế trông vẫn còn rất là mới. Vâng. Ai chà chà. Ui dồi ôi các bác ơi, chủ cũ khuyến mại luôn cả đôi guốc ạ. Vâng. Hệ thống chống trơn trượt, có cả hệ thống dừng đỗ thông minh. Đấy. Đây là nút tắt hệ thống dừng đỗ, còn bình thường nó sử dụng liên tục nhá. Đặc biệt là vô lăng của chiếc xe thì được tích hợp âm thanh, cài đặt các cái thông tin, rồi điện thoại rảnh tay là có hết. Đấy, vô lăng thì rất là mới mẻ luôn. Có túi khí này, đầy đủ các bác nhá. Đó, và bên này vô lăng mượt mà các bác ơi, sờ vô lăng rất là mượt. Và con này thì chủ cũ người ta không sử dụng ốp vô lăng, thế nên là vô lăng nó cũng theo thời gian năm tháng một chút. Ví dụ như ở chỗ này cầm nắm nhiều, đây ví dụ em cầm tay bên này đấy, người ta cầm như thế này chẳng hạn, thì là lúc nào nó cũng tì vào đây thì nó sẽ hơi mòn một chút. Đó, còn đây rất là bóng luôn, những cái phần không sờ thì rất là bóng, mà bóng láng luôn nhá. Chiếc xe thì đang chạy, đang nổ máy. Và các bác có thể để ý chiếc xe lăn bánh được 5.4 vạn ạ, 5.4 vạn. Đấy, máy động cơ tua chỉ khoảng 800 thôi, rất là êm. Tuy nhiên ở cái này thì em sẽ đi kiểm tra lại xem tại sao nó lại có cái này. Cái này chắc chắn phải đi kiểm tra rồi. Vâng, thế còn đây này, mức tiêu thụ trung bình 6,6 lít này. Có nhiều các cái chức năng thông tin. Đấy, ví dụ là mình có thể đi là 151 cây nữa này. Đấy, trung bình 19 cây đấy. Đấy. Đấy, rất là nhiều các cái tích hợp ở trên này các bác nhá. Và con này thì đấy, lăn bánh 5.4. Màn hình đa chức năng hiển thị ở đây thì các bác có thể sử dụng bằng cái phím này này. Đấy. Núm điều khiển đa chức năng, em xoay cho các bác xem. Đó. Ấn cái thì nó ra màn hình con bác luôn, nó có định vị của xe luôn các bác nhá. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, thế còn đâu thì nó rất nhiều các cái chức năng nhạc nhẽo, xem có cái gì không. FM radio các bác ạ. À đây, còn đây là phím âm thanh này, núm điều chỉnh âm thanh này, rồi Navi này, các cái phím tắt. Và đặc biệt là cái này thì có 3 chế độ nhá. Lên chế độ Sport, Normal và bình thường thôi. Đấy, thế còn đây là các cái đèn chỉ báo cần số, rất là mượt mà luôn và nhẹ nhàng. Em sẽ gạt cho các bác xem. Đấy, số mã lên này mầm luôn. À, khi mà mình có cái camera lùi á, rằng camera lùi góc rộng luôn. Đấy, góc rộng luôn các bác nhá. Và điều hòa con này thì là auto. Đấy, và các cái phần ốp này này, người ta đã dán vân carbon rất là sang trọng và lịch lãm. Đấy. Đâu cổng sạc USB, cổng AUX nghe nhạc hoặc là cổng thẻ ở đây. Còn đầu đĩa thì vẫn có cổng ở đây nhá các bác nhá. Các bác có thể bật cho đĩa vào đây. Đấy, cái này thì hiện nay em không có đĩa thì tao có thể lấy đĩa nhét vào sau. Đây đây, đĩa đây. Đấy. Đút đĩa vào phát thế là có nhạc nghe ngay. Thế còn trên này thì toàn bộ cửa gió thôi, không có gì. Đúng theo thiết kế phong cách của Mazda, cửa gió hình dạng tròn. Đấy, như những cái đầu của những cái
tua của máy máy bay đó. Vâng, những cái đầu của cái bộ phản lực của máy bay trông rất là hiện đại và sang trọng. Đấy, thiết kế rất là ok luôn. Đấy, còn bên trong này thì cũng không có gì cả. Đấy. Vâng. Và ta sẽ cùng xem trần này, các bác nhìn này. Trần của xe này rất là mượt và sáng láng luôn nhá. Trần xe đẹp, sáng láng. Vâng. Ta sẽ mở lắp capo lên. Vâng, một con xe quảng cáo đâu thì quảng cáo, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái phần đằng trong. Bên này thì em có thấy cái ốc nó có một cái hiện tượng là cảm giác như vặn, thì ta sẽ cùng kiểm tra cột kèo chỗ bên này. Vâng, đây các bác nhìn này, đinh hàn còn nguyên nhá. Vâng, đinh còn nguyên luôn. Kèo cột rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, đinh còn đinh tươi luôn. Đấy, sơn đẹp, sơn bóng của xe nhá, chứ không hề có bóng dại mà là bóng bóng rất là khôn. Vâng. Rồi, em xin. Đấy, cột kèo đầy đủ luôn các bác nhá. Vâng, con này thì xe hàng ngon nên là đương nhiên là nó phải có cái độ chất của nó rồi. Thế còn bên này ta sẽ mở lắp capo lên cùng xem. Đấy, các bác có thể nhìn thấy khoang động cơ của chiếc xe thì rất là bóng sáng luôn, rất là đẹp và mượt. Đấy, con này sử dụng động cơ Skytip, công nghệ Skytip là một công nghệ của bên Mazda. Nó áp dụng trên tất cả các cái thế hệ động cơ, và cái động dòng động cơ này nó bền, nó tiết kiệm, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và máy số thì rất là khỏe, đặc biệt dòng Mazda 2 máy rất khỏe luôn các bác nhá. Và nó lại đi tiết kiệm chỉ khoảng 6 lít thôi, là các bác xe 100 cây thôi. Tính ra là các bác bỏ ra có khoảng 120.000 thì là 1.200 một cây ạ. Vâng, thế còn các cái phần đầu sườn các bác nhìn này, đèn nhá, tai đèn như các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Vâng, đương nhiên có những chỗ xì tốt xì tát thì không tránh được, nhưng mà những cái chỗ này thì các bác nhìn này, nó đều luôn. Đặc biệt là các cái phần chân trụ của bên giảm sóc ấy ạ. Đấy các bác nhìn nhá, không hề là tháo ra luôn. Ốc bản lề này, đấy, đẹp luôn này. Đấy, chỉ đều. Phần chỉ bên này như thế ạ. Vâng. Đấy. Theo năm tháng những cái chỗ này nó sẽ cũ đi một chút thì sẽ được xì tốt. Vâng, chứ còn không có vấn đề gì cả. Vâng, đấy. Xe trông như xe mới luôn. Vâng, đấy. Các bác có thể nhìn về chất xe. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Ốc chân máy này còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhá. Ốc chân máy còn nguyên. Ốc máy nguyên, chưa hề ra một chút nào luôn. Đấy, máy số còn nguyên zin, chưa hề ra anh. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Máy rất là tốt luôn, êm, chắc chắn. Đấy, máy rất là mượt luôn các bác nhá. Máy cực êm. Và nỉ ra, nỉ còn nguyên. Nỉ đều còn nguyên luôn. Đó. Đấy, nẹp đây các bác nhỉ. Đấy. Vâng, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Và ta sẽ cùng đánh võng một đoạn đấy con này, để xem chất của xe như thế nào nhá. Đánh võng một đoạn đi, xem là chất xe. Đấy, ta sẽ cùng đi một đoạn xem đấy nào. Đó, bây giờ ta sẽ cùng đi chiếc xe để trải nghiệm cái độ êm chắc của xe. Đấy, cứ lên luôn đấy anh ạ. Chị lên đấy. Không. Làm tắt bớt nhạc. Đó. Mọi người có thể gần như là không nghe thấy tiếng luôn. Em đóng cửa kính để cho mọi người cùng cảm nhận cái âm thanh xung quanh ạ. Gần như chỉ có nghe thấy hơi có tiếng lốp một chút thôi. Về chất xe thì rất là chắc. Vâng. Không gầm bệ thì được. Đấy. Còn duy có mỗi cái cảnh báo khí thải này thì tí em sẽ cho kiểm tra cái này để làm sao đảm bảo về chất lượng của xe là tốt nhất. Vâng, cái này thì không ảnh hưởng gì đâu. Nó mỗi cảm biến khí thải sau động cơ thôi. Còn đâu là tất cả những cái phần còn lại thì ok. Vâng. Và những ai quan tâm đến chiếc xe nó tuyệt vời này, hãy alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Xe đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi chia sẻ giúp Vũ Duy Auto. Vâng, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có được một ngày tuyệt vời. Vâng, buổi tối vui vẻ bên người thân. Và ngày mai thì Phi đến cửa hàng em để xem xe. Xin chào, tạm biệt.